Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi một điểm tin an toàn giao thông. Thưa quý vị, nhằm tổ chức quán triệt và thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả nghị quyết số 12 năm 2019 của Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết này. Theo đó, để tổ chức thực hiện nghị quyết 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề ra 7 nhóm giải pháp, yêu cầu các cấp, các ngành cần triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả. Trong đó, đối với lực lượng công an cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, nâng cao năng lực, hiệu lực của các lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông. Nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, phối hợp tổ chức kiểm tra, rà soát các điểm đen về an toàn giao thông trên các tuyến đường, rà soát, bổ sung biển cảnh báo nguy hiểm trên hệ thống đường quốc lộ và đường tỉnh lộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu khoa học kỹ thuật đối với công tác quản lý điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.